Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp Touring có tẩm sóc của Medina, model Crossway 90 với tông màu vàng chanh. Rất nhiều các bác hỏi em về những dòng mẫu Touring có tẩm sóc đi trên mọi địa hình trên cho các bác. Thì mang về một chiếc Medina Crossway model 90. Và những video trước đây từng giới thiệu qua chiếc Medina này rồi. Và nay em về chiếc màu vàng chanh. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung mình các bác đây là mẫu Medina dòng Touring model Crossway 90. Rất nhiều các bác hỏi em về những cái mẫu dòng Touring tay ngang có giảm sóc cho các bác đi không bị cứng tay. Đây về một chiếc màu vàng chanh. Thương hiệu Medina thì không còn gì xa lạ với những bác xe đạp thể thao nữa rồi. Một trong những thương hiệu cũng là khá tên tuổi trong làng xe đạp thể thao. Khung nhôm màu vàng chanh nhé. Đây là lỗ bắt vít cho phía đằng sau, các ba ga hoặc là chắn bùn cho các bác. Mã QR code chính hãng của xe. Nhưng mà trên xe model của xe là model Crossway 90. Thì những video trước đây em đã giới thiệu qua cho các bác về những dòng Medina Crossway. Đây, Crossway 90 là mẫu model của xe. Cổ phốt ghi đông gật gù, điều chỉnh cho các bác cho mọi người ngồi cho tư thế phù hợp. Bác lên xuống chỉ cần nó vặn đục lăng đây theo góc nghiêng cho các bác lên xuống. Crossway cũng là Medina chính hãng bản giao xe. Riêng dòng Medina Crossway model 90 này đều là cổ phốt của nó là cổ phốt gần gù các nhá. Tay nắm cao su. Xe được sử dụng với tay bấm xả của Shimano. Trang bị với 8 tầng lip. Sử dụng đằng trước là phanh đĩa. Đằng sau sử dụng với 3 tầng đĩa. Và cục phanh sau sử dụng cũng là cục phanh đĩa của Shimano. Xe trang bị với cụm lỏng sóc săn tua chính hãng bản theo xe của Crossway Medina. Dành cho bác ưa thích cái dòng xe đạp Touring mà có lỏng sóc phía trước cho bác đi lại cho nó đỡ bị cứng tay, rất tiện lợi. Vành nhôm chính hãng của Medina nguyên bản theo xe, lốp chính hãng bản theo xe luôn đúng không? Lốp chính hãng của Medina vẫn còn nguyên bản theo xe luôn. Zin từng cái lốp một, lốp Medina. Cọc yên nhôm, yên nguyên bản theo xe, yên có một chút nó bị hơi sờn một chút ở phía bên hông ở đây, nó không ảnh hưởng đến người ngồi cả. Bên trên cũng còn rất là đẹp, ở giữa thì nó có lỗ hổng cho các bác ngồi rất là thoáng. Bồi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của Shimano Touring. Của đề sau là của đề Shimano Touring, trang bị với 8 tầng lip. Vành đằng sau là sử dụng với vành của Medina, vành nhôm Medina. Lốp vẫn còn giữ nguyên lốp của Medina, nguyên bản theo xe. Còn trên khung xe cũng hiện thể hiện luôn là chiều cao của xe là Basico size 46, tức là size S. Thì hợp các bác có từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Đây, mẫu Medina có giảm sóc, cổng Touring tay ngang. Rất là trẻ trung cho các bác đi dòng cái màu vàng chanh. Toàn bộ phụ kiện của Medina chính hãng nguyên zin luôn đó. Lốp cũng là chính hãng của Medina. Lốp vành. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Rất là dễ dàng chuyển thân dù một máu nhé. Tay bấm xả 8 tầng lip. Xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa.
mẫu Merida Crossway 90 có ẩm sóc màu vàng chanh bên em mới về, rất là bon xe, dành cho những bác yêu thích dòng tay ngang có ẩm sóc đi do chắc tay và độ êm của xe phía trước. Vừa em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring Merida model Crossway 90 dòng Touring có ẩm sóc phía trước, và xe giá tất tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo kênh và hẹn các bạn chơi ngày mai.